Chào tất cả anh chị cô chú. Thì cũng sắp cuối năm rồi, thì anh chị cô chú đang hoàn thiện công trình khá là nhiều. Thì bảo bán máy đánh bột này, cũng như là máy chà tường rất là nhiều luôn. Mà trong đợt cuối năm này thì hàng nó cũng khan hiếm và rất là nhiều thương hiệu bảo bán. Thì tối ngày hôm nay Bảo sẽ giới thiệu một thương hiệu đến từ thương hiệu Masaki, một thương hiệu Nhật nha, khá là lớn, bảo bán thời gian cũng rất là dài nên là chất lượng ổn định cực kỳ luôn. Rồi, thương hiệu này thì lắp đặt hiện tại vẫn là ở Trung Quốc nha anh chị nha. Rồi, tối ngày hôm nay sẽ là ba mẫu máy chà cho anh chị mình á lựa chọn với ba phân khúc giá khác nhau. Thì Bảo sẽ đi từng mẫu máy với là phụ kiện cũng như là giá bán nha. Rồi, đầu tiên á là Bảo sẽ đi về sản phẩm mức giá thấp nhất, với mức giá 1.100.000 mà máy là MSK 180, tức là lưỡi là 180 mm, là phổ thông nhất hiện tại bây giờ, với công suất máy là chạy dây đồng này 850 W, vòng tua máy là điều tốc là từ 1.400 đến là 2.700 vòng đó. Anh chị thấy là dây nguồn lớn này, với lại là công suất khá là tương đối ổn định nha. Rồi, thương hiệu này á thì nó quá quen thuộc đối với những anh chị cô chú nào lớn tuổi luôn, xuất xứ đi cả mấy chục nước trên thế giới nè. Rồi, bảo hành toàn bộ cho anh chị mình á, dây đồng là 6 tháng hư hỏng này kia. Rồi, với 1.100.000 anh chị sẽ được những gì? Đó, đầu tiên là mình khui con máy này, dây rất là lớn nha anh chị nha. Mục đích dây lớn giúp anh chị mình hút những cái bụi bặm lúc mình chà ra nó sẽ nhanh hơn, không bị thoát hơi ra ngoài làm cho bụi xung quanh mình, và dây khá là to, rất là cứng. Kèm theo những cái đầu nối gài rất là nhanh nha. Rồi, tiếp tục một cái túi để anh chị đựng bột nè lúc mà xả tường. Rồi, kèm theo công ty cũng có cho sẵn là hình như 5 miếng chà. Còn nếu anh chị nào á mà mua thêm miếng chà nhám như này á, đây là giấy nhám nha, thì mình có thể đặt riêng kèm theo một tay cầm luôn, đó rất là khỏe luôn. Rồi, mức giá 1.100.000 nhưng mà con máy này lớn lắm đó. Với sản phẩm này á thì được nâng cấp, nó không còn công tắc như ngày trước là ở cái phần mà dưới cùng, nó sẽ gắn tích hợp ở đây cho anh chị mình xả cũng như là thao tác tốt hơn nè. Khung đế viền xung quanh là có những cái xu chống rung nè. Đó, anh chị thấy có chống cao thấp nền, có lò xo luôn. Rồi, bên này sẽ có một cái mà cho gió vào nhiều ít để hút ra, thì anh chị nào á căn chỉnh tùy ý nha. Rồi, cái phần này để mình có thể là tháo ra để mình bào gốc cột sát hơn nha, tháo rời ra luôn. Đó, anh chị nào mua thì có thể tháo ra được này, còn không thích gắn vào như bình thường. Rồi, bảo test máy nha, 1.100.000 là sản phẩm không có đèn. Máy điều tốc nhẹ nhàng lắm, đó, điều tốc cực kỳ nhẹ nhàng. Rồi, giấy nhám thì mình chỉ cần là ốp vào là dính là xong. Đó, sản phẩm đầu tiên, 1.100.000. Sản phẩm này á, thì Bảo thấy nó khá là rẻ trong thời điểm bây giờ nha. Cuối năm nhu cầu anh chị xài rất là cao. Nâng cấp hơn một tí xíu là mình sẽ có một con máy đèn mắt lồi một bóng ở trước nha. Công tắc độc lập để mình có thể tắt bật luôn. Công suất sản phẩm này lớn hơn mà máy là MSK 180S, tức là một đèn, và công suất lên đến là 950 W này. Dây đồng đầy đủ hết, dây nguồn cũng khá là to. Rồi, vòng tua thì cũng tương tự nha, xài điện 220. Rồi, công suất lớn nha, 950 W, vòng tua là 1.400 đến là 2.700 vòng. Rồi, xài lưỡi đương nhiên sẽ là 1:8 rồi. Mức giá thì có đèn, công suất lớn hơn, mức giá là 1.250.000. Đi kèm bên trong thì cũng tương tự nha, dây lớn nè, túi nè. Rồi, 5 miếng giấy nhám, một tay cầm. Rồi, sản phẩm này mức giá là 1.250.000, có đèn trước. Sản phẩm này thì ruột nó cũng to hơn một tí xíu nha, và thiết kế cũng y chang luôn.
nâng cấp cái phần mà chỉnh tốc bên hông, công tắc ở bên hông luôn, rồi có khóa công tắc luôn. Dây nguồn thì dài tầm khoảng là 3 mét nha, tất cả đều 3 mét luôn. Rồi bảo test âm thanh nha. Đó, đèn thì mình có thể là thích thì bật, không thích thì thôi. Đó, đèn mắc lồi phía trước chiếu sáng tốt hơn, công suất cao hơn, mà mức giá chỉ có 1 triệu 150, đây là 1.1 triệu này, đây là 1.250 triệu nha. Cũng có bào hoặc là xả ở góc đây. Rồi, bên này có chỉnh gió nhiều ít để anh chị mình thao tác những cái cột á, bào đâu chà tường sát hơn. Rồi, chà tường Masaki một đèn, mức giá 1.250.000, công suất ổn định này, chỉnh tốc 6 số luôn. Và cuối cùng mắc nhất tối ngày hôm nay là sản phẩm máy chà tường với mã máy là MSK 180L. Sản phẩm này á là đèn chiếu sáng là đèn dây xung quanh, tức là đèn chùm á, nó sẽ sáng tốt nhất và công suất cũng cao nhất tối ngày hôm nay là 1050W. Dây nguồn 3m này, rồi xài điện cũng là 220 1050W, vòng tua y chang luôn, 1400 vòng đến là 2700 vòng. Và cái phần mà giấy nhám là 1 tấc 80 luôn. Rồi combo y chang luôn, dây lớn nè, dây thì bảo cũng quên báo, dây tầm khoảng là 2m nha. Đó, dây lớn cài bằng hầu như là chốt, cắm vào là xong. Rồi cũng có túi nè, giấy nhám và tay cầm. Với mức giá 1.350.000 nha, bảo nhầm nha. Rồi bảo hướng dẫn sơ cách lắp đặt nha, khá là đơn giản, anh chị chỉ cần cắm vào như này là xong. Đó, ở bên dưới túi thì cũng thế nha, bên dưới túi thì cũng rất là đơn giản, có sẵn cái phần mà ngàm ở đây thì anh chị gắn vào á, sẽ có hai cái ngàm này đỡ không cho cái này túi nó rớt ra. Lấy bột ra thì mình có thể là một á, là anh chị rút ra nha, rút ra như này lấy bột, còn không thích thì mình đổ ở trên. Đó, lấy xong là gài lại như bình thường nha. Đó, nó cũng khá là đơn giản để mình xài. Rồi 1.350.000, công suất lớn nhất. Và đương nhiên thiết kế cũng y chang, có mũi đèn dây rất là xịn nè. Công tắc có khóa công tắc 6 số, dây nguồn dài 3m nha. Rồi bảo sẽ tiến hành test âm thanh luôn. 1.350.000. Đó, mạnh lắm nha. Rồi mình bật đèn lên, sáng đẹp hơn này, chà tường cũng như là xả bột, mình sẽ thấy những cái khoảng lồi lõm để mình xả cho nó tốt nhất nha. Lúc hoàn thiện nhà là nó sẽ đẹp nhất có thể, là những chủ nhà cũng như là anh thầu sẽ hài lòng hơn. Đó, rồi tối ngày hôm nay bảo cập nhật 3 mẫu máy chà tường nha. Anh chị nào á, nếu mà chà không gian mà độ sáng tốt thì mình mua con 850W không đèn, mức giá là 1.1 triệu. Đó, thích đèn một bóng là mình mua 950W với mức giá là 1.250.000. Và cao cấp nhất đèn dây xung quanh, đèn chùm 1.050W với mức giá là 1.350.000. Tất cả 3 mẫu đèn máy chà tường này đều là dây đồng và bảo hành chính hãng của công ty Masaki là 6 tháng nha. Đó, kèm túi này, dây và thêm 5 miếng giấy nhám để anh chị mình xả tường. Nếu thiếu thì mình có thể đặt riêng mua, vì giấy nhám này mua đâu cũng có. Rồi muốn đặt hàng thì mình có thể liên hệ trực tiếp cho bảo qua 3 số điện thoại trên màn hình. Rồi bây giờ bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay về 3 sản phẩm máy chà tường cao cấp nhất của thương hiệu Masaki. Đó, không có mẫu nào cao hơn của Masaki, nên là giá thành nó cũng hợp lý để anh chị mình hoàn thiện nhà cuối năm giao cho những chủ nhà nha. Rồi bảo xin chào tạm biệt.